Vâng, xin chào các bác trở lại với công ty Trung Thực Auto có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Thì đây là một cái địa chỉ mà kinh doanh rất nhiều các xe nha các bác nhá. Đây, các bác có thể ngắm nhìn toàn bộ chợ đấy ạ. Đó, rất nhiều, toàn bộ luôn, em quay cho các bác xem. Một đơn vị rất lớn đấy. Và đấy là nói chung, còn nói riêng thì công ty Trung Thực Auto là đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe gầm cao như là Ford Everest, Fortuner, Ford Explorer hay là Santa Fe, Sorento vân vân. Thì hôm trước em đã giới thiệu đến các bác cả cặp đôi chị em Thúy Vân và Thúy Kiều. Đó là hai chiếc Toyota Camry Q đời 2019. Cực đẹp rồi. Đó. Thì hôm nay trời hơi mưa, em xin phép đánh xe lùi lại một chút cho nó rộng. Đó, và giới thiệu đến các bác là cặp đôi anh em Quang Trung và Nguyễn Huệ. Đấy. Thôi em đùa các bác chút thôi. Ngày xưa em là học sinh giỏi lịch sử đấy. Em rất là yêu lịch sử Việt Nam. Chủ yếu là hôm trước có xem được một clip của các bạn là bảo Quang Trung là và Nguyễn Huệ là hai anh em, nên là hơi buồn cười một chút. Rồi, chúng ta sẽ đến với chiếc xe đầu tiên nha các bác. Đây là chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2018 và được đăng ký năm 2019. Tên cá nhân biển Hà Nội các bác nhá. Tên cá nhân biển Hà Nội. Rồi. Về tổng quan ngoại thất thì chiếc xe này của em là sơn zin còn khoảng trên 80%, trên 80%. Đèn của xe đã được độ bi led ạ. Đó. Đèn xe được độ bi led. Rồi. Bốn lốp là theo xe các bác nhá. Bốn lốp theo xe. La răng còn mới nguyên luôn. Các bác có thể nhìn trực tiếp. Rồi. Ok. Chúng ta cùng đi toàn bộ thân xe. Đây, đây có một vết này là vết nhỏ này là bên em chưa làm kỹ được. Các bác lấy xong bên em sẽ làm kỹ, còn nó vẫn nguyên như vậy. Ok. Ford Explorer này là dòng xe mà ngập tràn công nghệ. Đây, có đá cốp rồi các bác nhá. Đó. Ngập tràn công nghệ rồi. Cái này thì chắc chắn là không phải giới thiệu nhiều nữa rồi. Các bác có thể xem rất nhiều nguồn. Rồi. Lốp sơ cua của chiếc này cũng là mới nguyên, chưa một lần chạm đất các bác nhá. Mới nguyên luôn. Và toàn bộ keo chỉ quanh xe là nguyên bản, nguyên zin luôn các bác. Nguyên zin toàn bộ. Rồi. Và em mời các bác vào thăm nội thất của chiếc xe này. Vâng. Nội thất của xe sẽ là màu đen nguyên bản các bác nhá. Em cố gắng quay chi tiết cho các bác có thể lắm được. Đấy. Thông qua máy quay các bác có thể nhìn kỹ được tình trạng thực tế của xe. Đó, da thì nguyên bản, da này xịn nên là một số vết nhăn này, vết nhăn cũng tự nhiên, khá là đẹp. Đấy. Ok, vô lăng, cần số và các chi tiết như bàn đạp chân phanh, bàn đạp chân ga em hãy quay lại chi tiết. Tabli, tablo, càng chi tiết càng tốt để cho các bác có thể lắm được. Đấy, quan điểm của em sẽ là giới thiệu đến các bác một cách trung thực và minh bạch. Bởi vì quan điểm của em cũng như công ty Trung Thực Auto thì là đồng nhất một quan điểm, đó là chỉ kinh doanh những chiếc xe đẹp. Nên là chúng em quản trị, công tác quản trị chất lượng đầu vào rất là kỹ càng. Đấy, nên là những chiếc xe em giới thiệu em tự tin luôn là chỉ có khen đẹp thôi. Em tự tin điều đó nhá các bác nhá. Đồng thời bên em là cam kết bằng văn bản có giá trị pháp lý hai điều vô cùng quan trọng, đó là về chất lượng là động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm của xe là nguyên bản, không có đâm đụng, không có ngầm nước. Và thứ hai là vấn đề pháp lý thì vô cùng chuẩn chỉ, không có cầm cố, không có tranh chấp và không có phạt nguội. Đó. Ok. Đây, chúng ta cùng xem. Xe thì đã được trang bị một số như là màn hình Android. Đó. Camera hành trình cỡ lớn này. Rồi. Sơ bộ vậy. Và số km đã đi của chiếc xe này đang báo là 2,3 vạn km. Và công ty Trung Thực Auto xin cam kết số km này là số km zin nguyên bản theo xe, chưa bị can thiệp, chưa bị tua các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn tuổi thực tế của chiếc xe qua những chi tiết không biết nói dối này. Đấy, vô lăng cần số tất tật luôn.
Đó, nguyên bản luôn. Đó, em hãy quay chi tiết các bác cả khoang sau luôn nha. Rồi, và ở thời điểm lăn bánh mới thì bác chủ cũ đã phải chi ra một số tiền rất lớn cho chiếc xe này. Đó là khoảng trên 2 tỷ tư, trên 2 tỷ tư các bác nhá. Còn hiện tại thì chiếc xe thuộc sở hữu của công ty Trung Thực Auto và chúng em đang mong muốn với mức giá là khoảng trên 1 tỷ 8 các bác ạ, trên 1 tỷ 8. Và mức giá này thì hoàn toàn có thể tinh chỉnh được. Các bác hãy cứ gọi điện cho em trên số điện thoại trên màn hình để và mời các bác qua em uống nước, lái thử xe để kiểm định chất lượng. Sau đó chúng ta sẽ có cơ sở để bàn luận thêm về giá. Rồi, tiếp tục thì em mời các bác đến với chiếc xe bên cạnh nhá. Mời các bác cùng đến với chiếc tiếp theo. Đấy, các bác có thể thấy là công ty Trung Thực Auto là đơn vị mà chuyên cung cấp những dòng xe gầm cao, chất lượng. Đấy, nên là mỗi dòng xe, ví dụ như là Ford Explorer này, chúng em có khoảng 5-7 chiếc. Đấy, riêng màu đỏ có 2 chiếc rồi. Còn như Ford Everest cũng phải 5-7 chiếc. Còn Fortuner thì khoảng 20 chiếc. Tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Rồi, chiếc này của em thì là sản xuất và đăng ký năm 2019 ạ. Đứng tên cá nhân, biển Hà Nội. Rồi, đây, tổng quan ngoại thất của xe thì là đèn nguyên bản các bác nhá. Đèn nguyên bản, bên kia là đèn độ bi led. Rồi, đó, nguyên bản. Sơn zin khoảng trên 80%. Sơn zin 80%. 4 lốp theo xe. Đấy, bạn quay phim sẽ quay thật chi tiết cho các bác có thể lắm được. Đấy, độ mới của lốp hay là độ mới của la răng, cực kỳ chi tiết. Rồi, ok. Chiếc xe này thì đã được bác chủ cũ độ thêm bộ bậc điện ạ. Rất là xịn sò, như Range Rover luôn. Ok, 4 lốp theo xe. Rồi, tiếp tục xuống phía dưới. Chiếc xe này là cũng là lốp sơ cua còn mới nguyên, chưa một lần chạm đất các bác nhá. Chưa một lần chạm đất. Ok. Keo chỉ zin toàn bộ quanh xe, keo chỉ zin luôn. Rồi, đó. Người thông thái là người quan tâm đến giá trị trước khi quan tâm đến giá bán, đúng không ạ? Đấy, nên là các bác hãy xem thật kỹ trước khi mà chúng ta bàn bạc đến vấn đề giá cả. Rồi, ok, mời các bác cùng vào xem nội thất của xe. Vâng, tương tự như chiếc kia thì màu da đen nguyên bản. Đó, em cũng lại chờ quay chi tiết giúp anh. Ghế chính, ghế phụ, ghế hành khách, vô lăng, cần số, bàn đạp, chân phanh, chân ga, tất tật, táp ly, táp lô, quay thật chi tiết. Đó, quan điểm của em sẽ là trung thực, minh bạch, quan điểm nhất quán của toàn bộ công ty Trung Thực Auto. Và chiếc xe này thì là đầu đài theo xe. Đó, có camera hành trình. Còn về công nghệ nguyên bản của xe thì rất nhiều rồi, các chi tiết như cửa sổ trời, nhớ ghế, rồi sưởi, ghế sấy sưởi, nhiều lắm. Nếu mà kể về công nghệ chiếc xe này thì không thể kể hết, bởi vì đây là một chiếc xe vô cùng đẳng cấp của Ford. Mà Ford thì có lịch sử lâu đời, hàng trăm năm rồi. Henry Ford chính là người là cha đẻ của xe hơi thế giới đấy. Ok, chúng ta cùng xem số km đã đi của chiếc xe này đang báo là 2,5 vạn các bác nhá, 2,5 vạn. Và công ty Trung Thực Auto xin cam kết đây là số km zin nguyên bản theo xe, chưa bị can thiệp, chưa bị tua số km. Đó, ok. Và ở thời điểm lăn bánh mới thì bác chủ cũ cũng phải chi ra số tiền là trên 2,4 tỷ đồng, trên 2,4 tỷ đồng các bác nhá. Và hiện tại thì chiếc xe đang thuộc sở hữu của công ty Trung Thực Auto và chúng em đang mong muốn với mức giá là khoảng trên 1 tỷ 9 một chút nha các bác nhá. Mức giá này thì hoàn toàn có thể tinh chỉnh cho phù hợp. Thì em kính mời các bác lên qua xem xe và lái thử trải nghiệm thì chúng ta có cơ sở thảo luận thêm về giá. Đấy. Và các bác cũng chỉ cần chuẩn bị một khoản tiền mặt là khoảng loanh quanh khoảng 600 triệu là đã có thể lái xe về.
phục vụ gia đình hay phục vụ công việc rồi. Đấy, còn lại là trả dần hàng tháng các bác nhá. Và lời cuối cùng thì em xin chúc các bác cùng toàn thể gia đình mình lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin cảm ơn các bác.